Nay tiêm mũi 7 vạch, mũi 2 cho bọn chó con. Rồi, chuẩn bị đã xong. Bắt đầu tiêm cho chúng nó lần lượt. Mọi người mà quan tâm chó con của cái đàn này thì liên hệ với trại theo cái số điện thoại Zalo 0901008234. Bọn dài đuôi này là sẽ bán 1 triệu này, không cần biết là cái con chó nó như thế nào. Bọn dài đuôi thôi, còn cái con Bắc Hà vẹn này thì nó là vốn dĩ là nó phải dài đuôi rồi thì cái giá nó bình thường, nhưng mà bọn cọc dài đuôi là đều tiêm 2 mũi vaccine và vẫn chỉ bán 1 triệu một con thôi. Đó là bọn cọc. Mọi người ai mà thích cái con chó khôn trong nhà thì có thể bắt cái bọn cọc này, thì dài đuôi này thì rất là ok. Còn bọn cụt đuôi của cái đàn này thì con 3 triệu, con 4 triệu tùy. Đây. Đó, mọi người sẽ nhìn cái thái độ của con chó và cái chúng nó nô đùa với nhau thì mọi người sẽ thấy con chó nó rất là khôn và nó là quấn người, thuần chủ. Chó nuôi nó phải thế chứ, chủ này gọi đến để ra nó lại chạy mất thì thôi. Mà đây với bọn này nha, mình không phải là người chăm sóc cho nó đâu. À, thôi gấu vừa thôi. À, gấu vừa thôi, ra đây. Mà mình là cái người sang chơi thôi, thăm cho nó thôi. Chỗ nó còn quấn được thì cái người chăm chỗ nó còn quấn hơn nhiều. Nào, nhắc từng con một đi. Con nào, cho con vẹn này trước đi. Bắc Hà. Cái tai gần như là đã tự lên rồi. Ôi, không ồn nào. Quay cái mặt nó lại. Gần như là tai tự lên rồi đấy. Ok, con cỏ sẹo với lại con đen. Rồi, ok. Tiếp theo đến con đực. Đực cọc. Nào, đen. Không kêu vì là cái mũi kim này nó thế nhưng nó sắc. Rồi. Con đây là con tịt. Đực tịt. Tiếp là con cọc vàng. Xoay mông lại đây cho nó xuôi cái chiều đánh tiếp. Vừa rồi là vì là nó không xuôi. Đây là con cọc tịt. 3 con cọc, 2 được 1 cái. Con này khả năng về sau cọc, nhưng mà về sau khả năng là cỏ sẽ có tí bờm vì lông có vẻ thế hơi dày. Con này nó đang bị nấm da. Ôi giời, khổ, anh đang tiêm chúng nó mà làm gì mà. Con này là con bạch quả bú, bạch cẩu hoàng đầu, quấn người. Bạch cẩu hoàng đầu. Giữ con này tiêm luôn con này đi. Yên. Rồi. Tiêm đến bọn dài đuôi của bọn cọc. Đây con cái. Dài đuôi. Ok. Con dài thứ 2. Đực. Đỡ cỏ như hôm trước ấy. Đây. Con này là đực. Đực. Rồi, ok. Con cuối cùng ở trong 9 con. Tiêm mũi 2. Nào. Đực. Ok. Rồi. Mọi người xem mấy con cọc riêng lẻ từng con. Mấy con cọc này thì 5 ngày nữa là có thể đoán được. Đây là con cái nè. Đây để zoom gần nhìn mặt nhá. Con cái này tai của nó gần như là nó sắp dựng rồi. Bình sớm nhất. Cái. Cọc tịt. Đây là cọc tịt. Nó có chỏm lông thôi. Ok. Rồi. Bạch cẩu hàng đầu thì có chủ rồi. Chờ 5 ngày nữa thì là chủ sẽ đến đón nhé. Bạch cẩu hoàng đầu. Ok. Rồi. Bắc Hà vẹn. Bắc Hà vẹn cũng có chủ rồi. Cũng chờ 4-5 ngày nữa xong ổn định cái vaccine thì sẽ cho chủ đón nhé. Hàng này là về Hạ Long, Hòn Gai, Quảng Ninh. To. Rồi, tiếp con cọc. Vừa rồi là con cọc đầu tiên là con cọc cái. Đây là con cọc đực. Con đực này thì gốc tai bắt đầu chớm bênh gốc tai. Từ đến gốc này. Bắt đầu có độ chớm bênh. Bọn này thì nó sẽ là cái bọn sẽ để cho nó lên tai tự nhiên, cứ bổ sung canxi nano cho nó và có thả cho nó chơi thì nó sẽ lên tai tự nhiên. Gọi làm sao để cho nó chú ý tí, chip. Đấy. Nhìn cái mặt nó. Ok. Cũng cọc tịt. Rồi. Đúng rồi đấy, em đi ra đây là đúng chỗ rồi đấy. Hàng cọc thứ 3. Cũng được. Rồi, thằng này thì lông xù hơn là cái thằng kia. Thằng này cũng cọc tịt, tí đuôi thôi. Thằng này thì vàng hơn, lông xù hơn. Đó, gọi đây. Gốc tai cũng hơi bênh một tí rồi. Bọn này thì nó sẽ lớn lên, nó sẽ rất là thuần người. Nói chung là con chó nó thuần người, ông ấy nhìn cái thái độ này lúc này là biết này. Bế nó là sẽ biết ngay con chó nó có thuần người hay không, hay là cái cách chúng nó chơi với nhau. Ok, đây thằng đực này thì là vàng hơn. Rồi, hai thằng này nhìn giống nhau không? Nhưng mà một thằng có đuôi và một thằng dài đuôi. Đó. Hai thằng cùng đàn. Đây. Hai thằng nhìn rất giống nhau, cả màu lông, cả kiểu mặt. Rồi, ok, em xuống này, đứng chơi với chúng nó đây. Ở đây là dài đuôi, là có dài đuôi cũng có 3 con. Đây là con đầu tiên dài đuôi này, đực. Lông cũng hơi xù xù. Rồi. Cũng tuần nữa bắt được luôn. Đây, tiếp theo. Tiếp theo dài đuôi tiếp. Đực. Tiếp. Tai cũng hơi bênh bênh một tí thôi. Đấy, thằng này thì màu nhạt hơn. Đó rồi, còn con nữa đâu rồi? Còn con vàng. Con vàng lúc nãy, con vàng cái đây. Con cái, cái đàn cọc này thì hai con cái là đuôi, tai nó bênh hơn. Đây này, con cái này là tai nó bênh sắp dựng rồi đấy. Cái cọc, con cái có đuôi. Con này thì vàng cháy. Ok, tất cả chúng nó đều rất là quấn chủ đấy. Nhìn thái độ đấy. Bế lên là nó lê tê phê mà nó hưởng thụ đấy. Đấy là những cái con mà nó sẽ cực kỳ là nó quấn chủ. Ok, còn mấy em Bắc Hà này thì mấy em Bắc Hà trắng thì chưa đến đợt tiêm mũi 2. Bọn này đẻ sau, mới tiêm mũi 1 thôi. Nhìn nó xù thôi chứ nó bé hơn bọn kia. Nhìn nó xù thì nhìn nó to. Ok đấy mọi người. Mọi người mà quan tâm đến cái đàn cọc này, 3 con cọc tịt và 3 con cọc tịt 2 được 1 cái và 3 con dài đuôi cũng 2 được 1 cái thì 5 ngày nữa là có thể bắt được. Ok, đấy, quay chúng nó đi một tí này, nhìn thái độ của chúng nó này. Đấy. Chơi nó cuốn quýt. À quên mất, đây thêm. Nào ra đây. Thêm còn cái nhân vật này nữa, con nâu đỏ, chó nhà đẻ ra. Con này thì nó có vướng cái là bị sót là nó đẻ ra nó có cái huyền đề đơn này không cắt này. Đây, 2 chân sau có huyền đề đơn. Nuôi để chơi trong nhà thì cắt hay là không cắt nó không quan trọng đâu. Đây, nâu đỏ. Con này thì có cái điểm dở của nó là cái tai nó hơi to một tí. Tai nó hơi to. Con này là con của con cáo. Cái tai nó giống con mẹ, tai nó hơi to. Lên hay không biết. Những cái con cọc kia thì là tai lên nó chắc luôn. Con này thì không dám chắc. Đó. Con này mới tiêm 1 mũi thôi. Nó ở đàn khác một mình nó. Chưa đến đợt tiêm mũi 2. Con này là nó bị nhỡ nhàng cho nên là để tiêm cùng đợt với nhà bọn Bắc Hà. Tiêm mũi 2 cùng đợt với bọn Bắc Hà trắng. Dù nó to rồi đấy. Đó. Đó là con nâu đỏ. Nâu đỏ này bố vàng mẹ vàng nhé. Là ra con nâu đỏ. Quay cái dáng người nó một tí. Để nhìn cái cao dài của chúng nó. Cao dài của nó. Đó. Cọc tịt. Nâu đỏ cọc tịt. Đó. Ai mà thích gì đấy có thể nuôi, hy vọng để làm nhân giống là để này kia, thi cử này kia thì có thể là về rồi tiểu phẫu cái móng thừa của nó đi. Còn nếu mà nuôi trong nhà thì thôi, con đấy là bị sót. Để xem cho chúng nó gấu quánh nhau. À. Xem nào, thằng nào ăn là thằng nào. À. Bắc Hà rất gấu, gấu quá. Thôi giời, nô nhau gì, thân nhau lắm, cắn nhau đau. Lại cơn nhau. Chơi thì chơi với nhau thì xoắn xuýt. Một con gặm mà đau một cái là nó sẽ cùn, là bụp nhau ngay, cho con nó bụp nhau suốt ngày. Đây, để... Ai giả thế là nguyên nhân là do ông Bắc Hà kia ông gấu ấy chứ ông cánh này là ông định giữ lại này, được đúng không? Đúng rồi, thế là thằng tướng này là thằng định giữ lại, là thằng này là gấu từ bé này. Đàn này có 2 con đực thì 1 con đực để nhường cho khách, dặn từ đàn trước, còn 1 con đực này thì nó gấu quá, gạ gẫm, nó cà khịa khắp mọi con, muốn làm đầu đàn ở trong cả bọn này.